Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với các bạn trong một thế cờ mà mình đã đăng trên Facebook Tự Kỷ Cờ Tướng, nhằm giúp các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Tối về nhà các bạn có thể nằm duỗi thẳng cẳng, lướt Facebook và nghiên cứu thế cờ của mình, tìm ra lời giải nhằm nâng cao quyền lực cho bản thân và đặc biệt là có những giấc ngủ thật ngon. Như hình cờ ở trên thì theo mình đánh giá là một hình cờ có tính thực chiến rất là cao. Pháo chỉ chốt đối với lại hai tượng một chốt. Máu như hình cờ thì nếu có người non kinh nghiệm thì cho hình cờ này là hòa. Software chạy trên máy tính 15 triệu cũng cho hình cờ này là hòa. Nhưng với những bạn đã có chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm tích lũy đầy bụng thì thế cờ này là quá là đơn giản. Mình có nhờ các bạn am hiểu về software test chạy thử nhưng không giải hình cờ này. Hình cờ này chỉ giải được đối với những người chơi có kinh nghiệm và chắc có lẽ là phần mềm mạnh chạy trên máy cấu hình mạnh thì mới có thể là tính toán được cách giải cho cái thế cờ này. Trước khi đi vào giải thế cờ này thì mình nói là hình cờ này chỉ hòa khi bên đỏ tìm đủ mọi cách nhưng không bắt được bất kỳ quân nào của bên đen. Ở đây gồm là một chốt và hai tượng. Chỉ cần bên đen là mắc một trong ba quân này thôi thì sẽ thua ngay. Mắc chốt á, thì chúng ta nhìn thấy ngay rồi, không thể nào cản được là pháo kết hợp với sĩ để chiếu do chốt nó nằm trong cung. Còn nếu mắc một trong hai con tượng này thì cũng sẽ mất luôn quân tường còn lại do là phải là bảo vệ chốt đen dưới này. Thì đi sau vật biến mình sẽ giải thích rõ hơn về ý này cho các bạn thấy. Chúng ta bắt đầu đi vào phân tích chi tiết các biến với thế cờ này nhé. Ở trận này mình sẽ phân tích hai biến khác nhau để quân đỏ có thể giành thắng lợi hoàn toàn cục. Nhiều bạn trên Facebook đã có những nhận định rất là chính xác về hình cờ này là phải đưa pháo đỏ này xuống áp sát tướng đen, dùng chốt đỏ làm nòng để bắn phá chốt đen. Bắt bàn trực chốt đen mới thôi. Ý tưởng của các bạn là hoàn toàn chính xác. Do vậy mình đưa ý tưởng các bạn vào để hoàn thành lời giải này. Ở thế lần này là bên đỏ được quyền ưu tiên đi trước, nên có nước di chuyển rất hay, đó là tướng 5-14. Nước di chuyển này rất là hay. Còn mục đích của nó làm gì thì các bạn sẽ xem tiếp mới có thể rõ được. Đến lúc này ta thấy bên đen có các lựa chọn như sau. Có thể là bình chốt qua lộ 6, hoặc là có thể là bay tượng. Bay tượng nào cũng thế mà thôi. Mình sẽ thử di chuyển một tượng ngẫu nhiên. Các bạn có thể là bày bàn cờ và di chuyển các cách đi các tượng còn lại sẽ như nhau đó thôi. Mình xác biến thứ nhất là chốt 5-6. Đỏ là pháo 6 bên 2 nhằm thực hiện âm mưu là đưa pháo xuống hàng cửa của đen và thâm nhập vào cấm cung, kết hợp với một điệp viên đã được đỏ cài sẵn trong cung và trói cứng tướng đen, ngăn không cho tướng đen nhúc nhích. Đến đây thì bên đen có hai lựa chọn là bình chốt cho lại hoặc là đi một chừng là bay tượng. Giả sử như mình xác biến thứ nhất là chốt 6-5, lúc này đỏ sẽ nhẹ nhàng lên tướng ép chặt chốt, không cho chốt có cơ hội di chuyển qua lộ 6. Đồng thời nước đi này phục ra đòn là dứt điểm rất tuyệt vời nếu bên đang mà sơ sẩy mà bình chốt qua lộ 4. Ở đây giả sử đang không tính toán kỹ mà bình chốt qua lộ 4 thì sĩ 6 sẽ tấn 5 truy chốt, buộc chốt 4 lại bình 5. Các bạn lưu ý là chốt 4 không thể bình qua lộ 3 được, vì chỉ cần tướng tấn 1 là chốt sẽ đoàn tụ với ông bà vì có pháo lộ 2 lấy tướng làm ngòi. Lúc này thì đỏ sẽ hạ sĩ xuống và chốt đen này như cá nằm trên thớt chờ ngày phán xét. Do vậy đen chỉ còn cách là di chuyển tượng mà thôi, vì chốt không thể bình qua được nữa, bình qua là sẽ chết ngay. Giả sử đây tượng 3 sẽ tấn 1 thì pháo 2 sẽ tấn 8 nhằm đưa vào cung cấm và gặp lại băng hiền. Như đen nhìn thấy đồ của đỏ là đưa vào chóc nã tượng nhưng không nghĩ ra cách nào để chống đỡ. Nếu như tượng 5 bay đi thì pháo vẫn vào tróc chốt. Nếu muốn không muốn mất chốt thì buộc phải đưa tượng về lót và hy sinh. Như mình đã phân tích thì chỉ cần mất một quân thôi thì bên đen phải buông cờ nhận thua. Còn nếu như ở nước này mà không bay tượng đi mà đưa tượng 1 thấu 3 về nhằm đỡ thì pháo vẫn bình qua. Thì lúc này bên đen buộc phải di chuyển. Chốt thì không có thể bình qua được rồi. Như mình phân tích là chốt bình qua thì tướng đỏ sẽ tấn 1 và sau đó thì kéo pháo về và chốc chết chốt đen. Thì lúc này chỉ còn cách là di chuyển hoặc là di chuyển tượng 5 hoặc là di chuyển tượng 3. Và di chuyển tượng nào thì hoặc là chốt chết hoặc là tượng chết. Do đó là bên đen sẽ thua cuộc. Còn nếu như ở biến trước đó, ở đây đen không có bình chốt qua mà đen thao tác là bay tượng lên thì pháo đỏ vẫn tấn xuống nhằm đưa vào trong lỗ tróc chốt. Thì bên đen sẽ buộc phải bay tượng về, pháo đỏ bình vào và lại lặp lại hình như giống như ban nãy, thì
một là mắt tượng, hai là mắt chốt, anh đang sẽ là không chống đỡ nổi. Tao quay trở lại hình cờ ở nước thứ hai thì ở đây là phương án mà chốt 6 bình của lũ năm thì không khả thi được rồi. Thì ở đây đang nghĩ cách là tượng 3 tấn 1. Thì ở đây thì mình có thể là thử, các bạn có thể là thử với tượng 5 hoặc tượng 3, có thể là tấn như thế nào cũng được. Nhưng mà đỏ sẽ có một cái nước đi tiếp theo là pháo 2 tấn 8, nhằm phục âm mưu là như cũ là tấn pháo vào giữa để uy hiếp tượng đang. Tượng đang đến đây đang có di chuyển là bình chốt vào lô 5 hoặc là bay tượng đi. Để ý với các bạn là chốt không thể bình qua lô 7 được. Do là khi đó thì đỏ sẽ có thủ đoạn là lên tướng khóa không cho chốt vào nữa, và sẽ kết hợp cùng pháo cùng sĩ và cùng tướng thì sẽ bắt chết tốc đen. Như vậy ở đây bên đen chỉ còn có thể là bình chốt của lô 5 hoặc là bay tượng lên. Nếu bình chốt của lô 5 thì tướng sẵn một, và lặp lại hình cờ giống như biến trước. Như vậy chỉ còn cách là bay tượng thôi. Ở đây mình bay tượng ở lô 1, tương tự với trường hợp tượng ở lô 5 thì lúc này pháo sẽ bình vào. Ở đây là để ý nếu mà tượng lô 5 bay đi thì sĩ 6 tấn 5 và bắt chết chốt. Như mình nói thì chốt không thể bình qua bên lô này được. Lúc này thì tướng tấn 1 và cùng pháo sĩ kết hợp với tướng sẽ bắt chết chốt. Do đó tượng không sẽ bay lên được. Lúc này chốt 6 sẽ bình vào. Thì lúc này đỏ sẽ tướng 4 tấn 1 và lặp lại hình cờ như cũ. Trước sau gì thì bên đen cũng sẽ bị mất chốt. Do vậy chìa khóa thắng của hình cờ này là tìm cách bắt chết chốt đen này mà không để mất sĩ. Nếu các bạn đi mà không để ý mà để chốt hy sinh, để phế sĩ thì đỏ không có cách nào chiến thắng được. Mất sĩ thì pháo sẽ không có ngòi để tấn công. Bên đen còn hai tượng liên kết thì có thể phòng thủ được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn nhớ like và đăng ký nếu thấy hay, để giúp mình động lực làm các clip tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.